Nhân xin chào cô chú anh chị nhé. Video này Nhân giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với cái diện tích đất là ngang 4, dài 18, xây dựng là một trệt một lầu như chú anh chị. Một trệt một lầu, nhưng mà ở ngoài mình nhìn vào thì mình nhìn trong video đó mình tính nó hai lầu nha, tại vì nó có một cái ban công ở trên đó. Ban công trên với lại thêm một cái mặt tiền, người ta đổ thêm cái ô văn ở trên nữa, mình tính nó hai lầu nhưng thực chất một trệt một lầu như chú anh chị. Ở dưới thì có một cái sân lớn. Nói chung là cái nhà này bây giờ đang ngọp thở rồi, cò bây giờ đầy hết vô đây, nói chung tranh nhau chắc cũng khoảng trong ngày nay bán rồi, tỷ 650 bao giấy tờ hết, tới phí hết cho chú chị luôn. Mày biết nhà anh coi chọc cái này không? Quá trời quá đất, cò người khách đầu tư, chủ đầu tư đầy hết, chắc trong bữa nay bán. Nó mình có một cái sân phía trước này. Sân này để được xe 4 chỗ, xe ăn cốc thôi, Kia Morning rồi đó. Đây phòng khách này, khách cực kỳ rộng luôn chú chị. Tại vì nó 4-18 cho nên là mặc dù là chừa một cái sân nó khá là dài rồi, nhưng mà cái khoảng phòng khách nó còn rất là lớn, bếp cũng rất rộng luôn nha. Bếp cực kỳ rộng. Đây nhà vệ sinh, tỷ 650 nha, tỷ 650 là bao hết giấy tờ thuê phí cho chú chìm luôn. Này ngọp là tắt thở luôn, thở hết nổi luôn. Cầu thang rộng rãi nha chú chị, hai người đi né nhau thoải mái luôn. Ở trên mình sẽ có hai phòng ngủ. Đây phòng trước nha chú, phòng ngủ trước. Rộng rãi thoải mái vô tư luôn. Trước có ban công. Đây nè. Nó chủ nhà ngồi thấy tội. Nó chủ nhà áo thun màu vàng vàng. Đó. Cò môi giới. Khách đi dân đầu tư thì chủ nhà ngồi cục đó. Thấy thương luôn. Ngọt thở đó. Khu này dân đông lắm chú chị. Đây, dân cực kỳ đông. Phòng ngủ mình có nhà vệ sinh trong như vậy, có nhà vệ sinh trong, nhà vệ sinh rất to nha. Căn này là mua là đầu tư vẫn ổn áp luôn, còn ở thì quá tuyệt vời. Đây phòng ngủ sau rất rộng, phòng ngủ sau mình có nhà vệ sinh trong luôn chú chị. Rồi, nói chung là chú chị mình nhanh tay nha, nhanh tay còn chậm tay là hết. Có thể trong bữa nay hoặc qua ngày mai là coi như xong. Đây, cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều nha. Xem video của Nhân, cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi video sau nhé. Còn ở ngân nhà này cứ trực tiếp liên hệ liền cho Nhân.